Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng cho biết thời gian qua, trước những khó khăn, thách thức của nền kinh tế, Chính phủ, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, người dân đã nỗ lực cố gắng để khắc phục, thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Chính phủ tổ chức hội nghị để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Có thể coi đây là hội nghị diên hồng tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến hết tháng 11, tín dụng đối với nền kinh tế đạt hơn 13 triệu tỷ đồng, tăng 9,15% so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng vẫn thấp hơn so với mục tiêu, khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp còn hạn chế.